nha. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi tàu trên cao đường sắt Cát Linh Hà Đông đây. Bây giờ mình đang rẽ ra chỗ cái ga Vành Đai 3. Ga này là ga Phùng Khoang. Ga Phùng Khoang. Đây, mình sẽ trải nghiệm cho các bạn chuyến đi này nhá. Rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi cái đứa tàu trên cao như này. Hôm qua vừa bắt đầu cho qua thì bắt đầu nó được 15 ngày miễn phí. Người nào mà đi làm ở cái tuyến đường này là được 15 ngày miễn phí đấy. Tất nhiên vé tháng nó cũng rẻ thôi, không đắt đâu. Quan trọng là các bạn có thuận tiện cái tuyến đường của mình không thôi. Đây rồi, cái ga trước mặt đây các bạn này. Đấy, mình sẽ đỗ ở cái chỗ thang cuốn này để mình đi bằng cái thang cuốn lên nhá. Và mình sẽ đi hết tuyến luôn, mình đi lên Cát Linh. Ga này là ga thứ tư, tức là từ cái ga cuối, mình không phải đi từ cái ga đầu tiên. Ở đây mình sẽ vào, có một số người đang đi lên đây. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Thật đấy, đeo khẩu trang chưa? Ok, bây giờ mình đi nhá. Nào, bắt đầu nào. Lên thôi. Đây là thang cuốn để đi lên này các bạn này. Không, bây giờ cứ vào nào, khác đi, nào gấu không? Thang cuốn không chạy, chủ nhật không chạy. Thôi, chúng ta đi bộ bằng thang cuốn vậy. Mình tưởng là nó cảm ứng tự chạy nhưng không phải. Thang cuốn như vậy đi như thang bộ. Lên chưa đi. Nhớ là bịt khẩu trang nhá, đầy đủ nhá. Hay lắm con ạ. Đây, có một số người ở đây rồi. Hết Covid. Sẽ phải test Covid ở đây các bạn ơi. Bây giờ mình test Covid đây đã nhá. Chị ơi, trẻ em có cần không? Đây mình có 3 vé đây rồi. Miễn phí, 15 ngày miễn phí, con cầm lấy một cái đi. À, đi khẩu trang vào nhá. Đây này, cái chỗ mà có ấy này. Bây giờ từng bạn vào trước đi, con vào trước đi. À, con quẹt thẻ ở đây cho con vào. À. Đây này. Đấy, con quẹt đi, quẹt đã. Đi con ơi, bên này. Đây, tàu nó ở trên tầng 2 này. Đi trước đi con, không dẫn đâu. Như bên nước ngoài ấy. Đấy, quy trình là như vậy thôi, đây, cái thẻ nó như này các bạn này. Không, cũng có bên Trung Quốc nó cũng đi nổi này. Nó có cả nổi cả chìm nhưng mà về cái tàu nó cũng giống nhau thôi. Thực ra nổi thì làm chi phí nó rẻ hơn. Nếu mà có đất thì làm rẻ hơn, còn nếu không có đất thì nó phải làm gì. Ui, rất là đông. Đây này. Cô bà khá là nóng nhỉ.
đông chưa? Đi đi đi, lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Okay, đông lên. Bước 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 cẩn thận cái rãnh này nhé. Cẩn thận cái cửa nó nóng. À không sao, không sao. Này cầm cái thẻ nhá. Không đứng được không? Không đứng ra đây. Đừng có mở cửa nhé. Cầm cái này trên tay nhá. Đúng thế. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ừ. Quá tải à? Đang mở. Tôi xin cười nhận. Cái bố thẻ bố cầm cho mày, không là nó rơi mất. Đâu đưa đây. Đâu đưa đây. Chưa, mình đi ra cuối cùng. À, nhiều người xuống hết đấy. Ca cuối cùng anh ạ, ca cắt linh to lắm. À ơ, đúng đúng rồi, đúng rồi. Không, không phải Văn Khê. Bây giờ mình sẽ đến ca 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 ga Thượng Đình. Bây giờ mình đến ga Thượng Đình. Xong rồi ga Thái ga ga Láng, ga Thái Hà, ga La Thành và ga Cát Linh là ga cuối. Nhanh lắm. Đúng rồi, cho bố mũ, cho bố mũ. Đâu? Cho bố mũ. Đây được rồi đây. Đây được cũng được rồi. Đứng đấy cho đấy, tại làm gì đấy, tại nó sẽ không được đâu. Nó sẽ bị bỏ, bắt cả thời gian mà nó xuống. Đúng rồi, nó xuống lên như dụng quả. À, đây bố nó trên này, được này con này. Ai có bố đây? Đứng đỉnh có bố đây. Đấy, con bao tay này. Đồng thêm Singapore. Tòa này phải 400-500 người. Đấy, được cái điều hòa phát.
mát hơn bên ngoài. Đừng để hở khẩu trang nhé. Xin hai ghế tàu là bên là chị bỗng nhé. Lo lắng nghe mà tâm lý hơi lo lắng. Mình đi tiêm 2 mũi rồi, còn trẻ nên mình được tiêm. Hôm nay quên gặp được. Có đọc bài giảng nghe. Thank you.
Mọi người đang đi đường đi miễn phí, mọi người đi trải nghiệm. Đây chuẩn bị đi ra cuối rồi các bạn ơi. Ra cuối cất lên. Không biết mẹ đã đến chưa? Dạ. Mẹ đã đến đợi mình chưa? Mát nhỉ? Lạnh à? Nếu mà trời đông như này, nhưng mà người nó lạnh quá rồi, phải mặc áo đấy. Thang máy đi xuống đây. Chỗ này làm bé quá nhở. Được, được. Cái này chỉnh lên thôi. Hết rồi.
phải không? À, mình xuống cái cầu thang đằng trước này thì hay hơn. Đây, có lối ra đây. Cậu ơi, từ từ đã. Sao bảo đây, ra là lối này. Tôi đi trước đi. Rồi mẹ kia rồi.